Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN hôm thứ Ba đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như họ đã làm vào năm 2016 và 2020. Ông Enten trả lời phỏng vấn của News Center rằng điều đó rất khó có thể xảy ra. Ông nói, tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong 3 chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Ông Enten thừa nhận, một số người cho rằng bản thân cựu Tổng thống Trump là người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Ông Enten đưa ra giả thuyết rằng, tôi nghĩ rằng điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Theo dữ liệu thu thập được từ CNN, Edison Research và Catalyst, một công ty cung cấp dữ liệu phân tích và các dịch vụ khác cho Đảng Dân Chủ, học giả và các nhóm vận động phi lợi nhuận, bao gồm thông tin chi tiết về những người sẽ bỏ phiếu trước tháng 11. Cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu trước bầu cử trên toàn quốc đã giảm đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước, khi số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đạt mức kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng số phiếu bầu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu cho Tổng thống năm 2020. Trên khắp các tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu tương đương, những người bỏ phiếu sớm cho đến nay đều lớn tuổi hơn, có nhiều khả năng là người da trắng và có nhiều khả năng là đảng viên Cộng hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Những xu hướng này cũng thường đúng khi có dữ liệu ở 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc bầu cử. Xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán được kết quả của cuộc bầu cử nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những người sẽ bỏ phiếu, ít nhất là cho đến nay. Cho đến nay, trên 39 tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu cho cả 2 năm, cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu bầu đã trả lại, tăng 9 điểm phần trăm so với thời điểm này vào năm 2020. Cử tri từ 30 đến 39 tuổi đã bỏ 9% số phiếu bầu sớm, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các tiểu bang đó là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% tại thời điểm này 4 năm trước. Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da đen không thay đổi, nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ nhỏ hơn một chút trong số cử tri đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại các chiến trường quan trọng ở Tây Nam và Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo các cuộc thăm dò mới của CNN do SSRS thực hiện. Theo cuộc thăm dò, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri tiềm năng ở Arizona so với 47% cho ông Trump. Ở Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Biên độ một điểm đó nằm trong biên độ sai số lấy mẫu của mỗi cuộc thăm dò, không tìm thấy người dẫn đầu rõ ràng ở cả hai tiểu bang. Tại cuộc vận động ở bang chiến trường Pennsylvania, sau khi hứa sẽ thông qua đạo luật thương mại có đi có lại, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng Liên minh châu Âu-EU sẽ phải trả giá đắt vì không mua đủ hàng của Mỹ nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới. Ông Donald Trump nói, tôi sẽ nói với các bạn điều này, Liên minh châu Âu nghe rất dễ chịu, đáng mến đúng không? Tất cả các quốc gia châu Âu nhỏ bé hợp lại với nhau, họ không mua ô tô của chúng ta, họ không mua nông sản của chúng ta, họ bán hàng triệu chiếc xe vào Mỹ. Không, họ sẽ phải trả một cái giá cao. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% lên tất cả các quốc gia và 60% lên hàng hóa từ Trung Quốc. Các nhà kinh tế học cảnh báo điều này có thể tác động tiêu cực lên các chuỗi cung ứng trên khắp thế giới, dẫn đến hành động đáp trả và làm gia tăng chi phí. Ông Donald Trump cũng làm mất lòng Đài Loan Trung Quốc khi nói rằng Đài Bắc phải trả chi phí cho Mỹ để được bảo vệ và lấy mất ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Mỹ chịu ràng buộc bằng luật phải cung cấp cho Đài Loan Trung Quốc các phương tiện để phòng vệ,
dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Phó Tổng thống Kamala Harris vừa cảnh báo trước hàng chục ngàn người tập trung tại sự kiện của bà ở Washington rằng ông Donald Trump đang tìm kiếm một loại quyền lực không bị kiểm soát. Bà Harris nhấn mạnh trong bài phát biểu mà nhóm hỗ trợ bà gọi là bài phát biểu kết thúc trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Đó là người không ổn định, ám ảnh với sự trả thù, chìm đắm trong sự bất bình và khao khát quyền lực không bị kiểm soát. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai ứng viên tổng thống đang nhận được sự ủng hộ ngang ngửa nhau. Vì thế, cuộc bầu cử sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng gay cấn. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể làm đảo ngược rất nhiều. Nếu không nói là toàn bộ chính sách thương mại của EU, từ thương mại đến trợ cấp công nghiệp hay điều tra chống độc quyền. Tuy nhiên, không lĩnh vực nào gây lo lắng nhiều như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Brussels lo ngại nếu ông Trump chiến thắng, Ukraine sẽ phải tự lo liệu, vì châu Âu không thể lấp vào chỗ trống mà Mỹ để lại trong hoạt động viện trợ cho Kiev. Theo số liệu của chính phủ, Mỹ chủ yếu tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí tiên tiến mà họ cần để đẩy lùi lực lượng Nga, cung cấp hơn 64 tỷ đô la Mỹ, tương đương 59 tỷ euro viện trợ quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Trong khi đó, EU và các quốc gia thành viên cũng đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá 43,5 tỷ euro cho Ukraine. Sự đối xứng này có nguy cơ sụp đổ chỉ sau một đêm nếu ông Trump thắng cử, và ông sẽ thực hiện lời đe dọa và cắt đứt viện trợ của Mỹ. David Mark Erlitter, nghị sĩ châu Âu, người chủ trì ban đối ngoại của Nghị viện châu Âu cho biết trong một tuyên bố với Euronews, một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump có thể cản trở mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ mà chính quyền Biden đã nỗ lực thúc đẩy cùng với EU. Nó có thể tạo ra xích mích không cần thiết trong hợp tác vào những thời điểm mà chúng ta ít cần nhất, đặc biệt là trong NATO. Tuy nhiên, chúng ta nên tìm cách duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất có thể bất kể kết quả bầu cử ra sao để bảo vệ mối quan hệ EU-Mỹ. Kết quả thăm dò do CNN SSRS thực hiện công bố vào ngày 28 tháng 10 cho biết hầu hết cử tri của Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chịu thua cuộc nếu kết quả bầu cử năm 2024 không theo ý ông. Đa số cử tri cũng không tin tưởng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn nếu có tranh chấp pháp lý về kết quả bầu cử. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần là đến tổng tuyển cử, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu như thua cuộc, trong khi 73% cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chấp nhận nếu thất bại. Nếu tính theo thành phần cử tri ủng hộ mỗi ứng cử viên, gần như tất cả khoảng 97% người ủng hộ Harris cho rằng bà sẽ chấp nhận kết quả nếu thua cuộc, trong khi 57% phe ông Trump tin rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu không như ý. Đa số cử tri đã đăng ký, khoảng 56% cho rằng họ chỉ có một chút tin tưởng hoặc không hề tin vào tòa án tối cao có thể đưa ra phán quyết đúng đắn trong trường hợp tranh chấp kết quả bầu cử năm 2024. Phe ủng hộ ông Trump đặt niềm tin nhiều hơn 61% vào tòa án tối cao, còn phe Harris chỉ 31% tin tưởng. Cử tri trẻ cũng không tin vào hệ thống tư pháp trong phán quyết về kết quả bầu cử, khi chỉ 8% cử tri dưới 35 tuổi bày tỏ tin tưởng vào tòa án cho kỳ bầu cử năm nay, so với 21% ở nhóm cử tri trên 65 tuổi. Cử tri da đen cũng chỉ có 9% tin rằng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn, cùng với 4% cử tri Đảng Dân Chủ và 5% cử tri tự do. Cuộc thăm dò được CNN thực hiện qua mạng và SSRS tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 với 1.704 cử tri đã đăng ký đi bầu trên toàn quốc và sai số là 3,2 điểm phần trăm. Ngày 28 tháng 10, khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tổ chức cuộc vận động tranh cử tại bang Georgia nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri theo tôn giáo. Đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, cũng đang tích cực vận động tranh cử tại bang Michigan. Tại sự kiện tranh cử ở Georgia, cựu Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Georgia là một trong 7 bang dao động được dự đoán sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới.
Dự báo khoảng 70% số phiếu bầu ở Georgia sẽ được thực hiện qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp trước ngày bầu cử, cho thấy mức độ tham gia cao của cử tri trong giai đoạn bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, bà Harris đã có mặt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Mỹ, Hemlock Semiconductor, của công ty Corning Inc. ở Michigan. Tại đây, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất và hợp tác với khu vực tư nhân. Trước đó, công ty này đã nhận được khoản đầu tư 325 triệu đô la Mỹ thông qua đạo luật CHIPS và khoa học, được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 8 năm 2022. Dự kiến Phó Tổng thống Harris sẽ tham gia một sự kiện tranh cử ở thành phố Ann Arbor, Michigan, cùng với liên danh tranh cử của mình là Tổng thống bang Minnesota. Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN, bà Harris đang tạm dẫn trước ông Trump với khoảng cách rất xích sao là 48,6% và 47,9%. Tính đến thời điểm này, khoảng 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, thấp hơn so với con số 60 triệu của cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2020. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!